Thử tài nhanh trí. Câu 1. Doraemon là gì? Con mèo hay mèo robot? Đáp án: mèo robot. Mèo robot hay còn gọi là Doraemon, mà chúng ta thường gọi là Doraemon. Doraemon là chú mèo robot của tương lai. Doraemon được tạo ra từ sự ghép lại của hai từ trong tiếng Nhật, đó là Dora và Emon. Câu 2. Món ăn yêu thích của Doraemon là gì? Khoai lang hay bánh rán dorayaki? Đáp án: bánh rán dorayaki. Bánh rán dorayaki là loại bánh rán mà chú mèo máy Doraemon rất thích ăn. Bánh dorayaki là một loại bánh có vỏ ngoài mềm mịn, khi ăn lại rất là xốp và ngọt dịu. Câu 3. Trong phim, Doraemon sống ở đâu? Nhà Nobita hay nhà Chien? Đáp án: nhà Nobita. Doraemon sống ở nhà Nobita. Nobita thường xuyên gặp những chuyện xui rủi trong cuộc sống, và Doraemon là người bạn thân luôn giúp đỡ Nobita. Câu 4. Môn thể thao yêu thích của bố Nobita là gì? Bóng chày hay là golf? Golf. Câu 5. Bài kiểm tra của Nobita thường được mấy điểm? 0 điểm hay 100 điểm? Án: không điểm. Thường thì các bài kiểm tra của Nobita là không điểm. Mỗi lần như vậy, Nobita rất sợ bị mẹ phát hiện ra. Chúng ta không nên bắt chước Nobita nhé. Như vậy sẽ làm mẹ buồn nhiều lắm đó.